Sộp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sộp nơ mơ hạt.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của nơ mơ hạt. Theo clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là nước khoáng Lavi. Thì đối với Lavi là một xạ thủ đó là cũng khá là mạnh ở thời điểm hiện tại và được sử dụng trong danh rất chỉ là nhiều. Ở trận đấu này thì mình đối đầu bên kia đó là một vị tướng xạ thủ auto cấm, nhưng mà trận đấu này không cấm thì chắc chắn nó sẽ chọn đó là eo su. Thực tế thì đối với Lavi và eo su thì chất tướng của Lavi cũng có thể là tạo được bất ngờ từ đó là cái đàn thân quá. Nhưng mà Yao Su thì thực sự đó cũng là một chất tướng khó chịu và khả năng cấu rìa của nó thì không phải bàn cãi nữa rồi. Những phát gọi là viễn trình kịch thì chắc chắn là vô cùng là khó chịu ở giai đoạn ở đầu game. Pha này thì có lẽ là mình đứng sáu con chim để nó che chắn nha, tránh trường hợp đó là Lavi mất chim trước đó là vị trí của Yao Su tem bên địch bằng đó là phát viễn trình kích, nên là chịu đổi máu để ăn được con chim để kiểm soát được đó là tầm nhìn. Có vẻ là hình như SP tem địch thì đang đó là đi roam cho rừng tem bên bàn, không thấy SP tem địch đâu cả. Tình huống này thì mình được bắn rồi mà tốc biến đến từ vị trí của Yao Su tem bên địch. Trận đấu này thì có Alice đó là bảo kê cho mình, bên kia thì có Botoro cũng như Yao Su, rồi chiều vẫn lao vào bộ đó là chiêu cuối vào vị trí của SP tem mình thì vẫn đang được xả sát thương. Tiền một người lên bảng điểm số, hai người lên bảng điểm số. Là món đó là thịt bò gạc bếp luôn nữa anh em ạ. Rồi chạy đấu bò lên bảng điểm số thứ 3. Triple kill dành cho Na luôn anh em ạ. Không được màng nào cả. Cho mình một màng thì sẽ đó là thơm tho hơn á. Nhưng mà thôi không sao cả. Gọi là Na ăn được màng thì cũng được. Na sánh cho Na quẩy anh em ạ. Cho Na múa. Ôi tè bên mình hổ báo thế. Thôi xong rồi, mất cái màng chấm dứt rồi. Anh em đâu, lùi thôi. Tình huống này thì gọi là phải lùi thôi anh em ạ. Bởi vì chất tướng của tem bên địch ra rồi á. Những tình huống đó thì tem bên địch vừa lên bảng điểm số và anh em thấy thì ra rất chứ là đống. Không những đó là 3-4 người mà dấu cá cũng lên hỗ trợ nữa. 5 người thì làm sao đánh lại được đúng không? Ná tem mình mất cái màn chấm dứt tiếc nha. Tình huống này thì ăn rồng cũng khá là mạo hiểm ấy. Tiêu vấn của tem địch thì cũng đáng đó là cành bến. Pha này thì mình sẽ đó là dọn dẹp đám lính này sống rồi ra hỗ trợ nhá. Botoro thì khép dọc rồi, mình sử dụng cái đàn thân quáng này choáng trúng đó là vị trí của bị tem bên địch. Nhưng tầm này thì lượng máu của mình cũng không được dồi dào nữa. Một phá bảo lá đẹp cũng như đó là mưa sau bắn, mình tốc biến bỏ chạy. Lượng đám của Lavi ở giai đoạn đầu game thì chưa phải là mạnh. Lavi ít nhất cũng phải có 3 món đồ khi đó sức sát thương mới tốt được. Và đặc biệt thì Lavi đó là càng bắn trong giao tranh càng khỏe. Thì xíu nữa mình sẽ phân tích cho anh em. Ồ, pha này thì Krixi tém địch vẫn đó là chưa về lén. Ồ, một phát viễn trích kích nữa. Quá ghê gớm. Bo thì đang có ý định là đuổi theo mình. Pha này thì mình phải đó là chạy về sau này nhá. Phải chạy về phát nửa cho nó chắc đàn anh em ạ. Tránh trường hợp đó là Yao Su tém địch, nó bắn viễn trình kích phát nữa thì thôi xong ối rồi. Nếu là nhiều khí thì anh em biến về cũng cẩn thận cho mình đó là một xíu, tránh trường hợp đó là những phá gọi là lên bảng điểm số không đáng có. Thực tế thì đối đầu với đó là vị trí của Yao Su thì có lẽ là một vị tướng trợ thủ theo thiên hướng tánh cớ thì sẽ đỡ đám cho mình tốt hơn. Nhưng mà Alice thì giai đoạn về sau cũng khỏe. Alice đã phải lên bảng điểm số rồi, mình thì vẫn đáng xả được sát thương anh em ạ. Solo cứu không? Solo không? Giật bản đến từ vị trí của Elsu tem bên địch. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp, với Elsu và Botoro cũng khá là thấp đúng không? Thì tình huống này mình chưa biến về vội anh em ạ. 4 giây nữa mình có cái siêu hồi máu. Nên là bật đó là siêu hồi máu. Đó là chơi luôn anh em ạ. Rồi, Elsu cũng khá là thấp máu. Tình huống này mình sử dụng đàn thân quáng trúng hay không? Trúng hay không? Nhưng mà không trúng rồi anh em ạ. Không biết Elsu ở đâu cả. Thôi, và này thì mình cũng sẽ lùi lại một nhịp tránh trường hợp lên rồi gặp thêm Eo Su nó bắn ra hai phát nữa thì thôi xong. Ôi rồi ôi. Tiêu vấn tem bên địch thì ăn được, đó là pháp sư, đó là tìm bên mình rồi. Botoro thì tuy là thấp máu nhưng vẫn quánh quẩn đâu đấy, chưa chịu về. Có ai hỗ trợ mình không nhờ?
Chứ tầm này mà áo xuống nó bắn cho phạt nữa thì thôi xong. Ôi dồi ôi luôn á. Rồi pha này thì cố gắng giữ cái trụ này anh em á. Cũng chỉ còn xíu máu. Alistair mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Ôi căng thế, căng thế. Cho mình farm xíu bạn ơi. Cho mình farm xíu đây xíu nữa đó là mình chơi được. Còn tầm này thì lượng sát thương của mình cũng chưa phải là lớn. Đặc biệt thì gặp những chất tướng cho trâu bò như đó là Toro nữa. Thì thực sự bắn loại chưa vô đám anh em ạ. Chưa có đồ xuyên giáp bắn chưa vô đám. Thôi chắc chắn thì phải bỏ trù thôi. Cố gắng giữ cái trù đó mãi nhưng mà không giữ được. Bởi vì hai người có tèm bên địch nữa. Rồi hiện tại thì bò Toro hút cả kiểu này. Alistair mình thì cũng khá là thấp máu. Mình thì vẫn đang xả được sát thương. Bò là món thịt. Bò chơi bốc phá. Căng thế. Anh bò lại chơi kiểu bò bốc phá. Bốc phá phạt mình lên bảng điểm số luôn anh em á. Nhưng mà dầu sáo thì phá đỏ thì một đổi hái cũng là được rồi. Xa thủ tém địch thì cũng phải lên bảng điểm số. Ở trận đấu này thì có vẻ đó là đương ta thân tém bên mình thì hơi thọt anh em ơi. Và này thì sử dụng đàn thân quáng. Ô ngon này. Bắt luôn, đúng rồi, ăn được cái màn chấm dứt của Zuka, thơm luôn. Trận đấu này thì anh em thấy thì Omen tem mình có lẽ là bị gánh hay sao mà đó là thầy đó là thua rồi Zuka tem mình đi cơ. Hiện tại thì về thế trận thì tem bên đi gọi là nhỉnh hơn tem bên mình hoàn toàn rồi. Lấy hết đó là gian trụ ngoài của team bên mình, còn team bên mình chất đụng được cái trụ nào cả. Ô pha này bắt được vân cá này, hay Omen ơi. Đúng rồi, pha này này thì Omen lên bảng điểm số này chạy đâu, mình đang có tốc biến. À, mình có tốc biến, nó vẫn có tốc biến anh em ạ. Ủa, một phá chiêu một của Crazy Man, mình mất đi đó là nửa cây máu. Khá là nhiều sát thương nha. Thế tình huống này mình sẽ không lên lấy trù nha, mà mình sẽ ăn con giới, sau đó thì mình sẽ di chuyển về. Bởi vì anh em thấy bây giờ mình lên lấy trù cực kỳ là mạo hiểm, bởi vì tem bên địch đó là khép góc để bắt mình á. Đấy, anh em thấy chưa, Zuka. Alit đâu chạy về, ôi Alit tem mình đang lấy trù. Bày thế, thôi xong rồi Alit thôi. Không biết Alit có chạy nổi pha này hay không á, hy vọng đó là Alit chạy được. À, hay, Alit vẫn chạy được anh em à, tuyệt vời. Rồi. Bây giờ thì có một phá gọi là giáo tránh. Hiện tại thì bây giờ anh em thấy thì bò Toro tém đích đó là đáng tánh cớ. Mình thì vẫn đáng xả được sát thương. Rồi pha này nè. Gấu này. Trầm trọng lực nhưng mà không thoát khỏi đó là sát bước đến từ Omen. Tiền gấu lên bảng điểm số. Bò Toro một xíu máu nữa. Ôi. Tiếc thế, pha này bị Triều Vân lại bổ thôi xong. Triều Vân khỏe quá. Đúng là trấu như một con bò anh em ạ. Chỉ một chấm máu nhưng mà cuối cùng thì vẫn không hạ gục được bò Toro. Bởi vì hiện tại thì mình chưa có đồ xuyên giáp. Thì xíu nữa lên xong cái sóng đáo bảo táp mình sẽ lên đó là cái diệt thân cung xuyên giáp nha. Để có thể đó là bắn bo tốt hơn. Còn tầm này chưa có xuyên giáp thì bắn được đó là quá bo cũng hơi bị đó là vất vả. Nếu mà anh em sánh sớm á thì anh em đó là trước cần lên xuyên giáp vội mà anh em lấy cho mình đó là cái cung ta má cũng được. Nhưng mà ở thị trấn này thì chắc chắn là phải lên đó là xuyên giáp ở sọt đô là thứ 3 rồi. Còn không lên xuyên giáp thì gần như là bo Toro nó tánh quá là tốt. Và này thì mình sẽ lên đó là diệt thân cúng, đó là xuyên giáp nhá. Ở thế trận thủ thế này thì chắc chắn đó là anh em giữ trụ thôi. Bây giờ thì anh em thấy thì cũng cố gắng đó là giữ trụ. Để có thể là con phám được bởi vì tém bên mình chưa đụng được cái trụ nào của team bên địch cả. Một pha dòng chảy hơi không đẹp đến từ vị trí của Alit. Đó là Zuka tém địch thì đã phải đó là chạy về rồi. Chất tưởng của team bên mình thì thổ trù thì quá là tốt rồi. Có Alice rồi, có thêm đó là sự hỗ trợ đến từ Lilana bằng đó là hộ quáng lực và hộ quáng đàn nữa. Thì khả năng đó là dọn dẹp lính cực kỳ là tốt. Nên là cũng không đáng ngại cho lắm. Phải chăng ngại nhất đó là chỉ có ná ở giai đoạn cuối game thì không còn được mạnh mẽ nữa. Ồ pha này Omen hay đấy, bắt luôn, đúng rồi. Tốt quá, đến từ vị trí của mình team bên mình. Carissi team đi kiếm bật cái mưa sao bắn. Mình bắn ra đàn thân quáng nhưng mà cũng không biết chọn đúng ai cả. Bây giờ thì tèm bên địch đang có lời thì có thêm đó là con rồng tiến phóng này nữa. SP tèm mình thì lên bảng điểm số rồi. Tốc biến chơi luôn đến từ vị trí của Carissi. Nhưng mình bật chiêu hái và né được quay trở lại xả sát thương. Tiền đó là bị tèm địch lên bảng điểm số. Omen tèm mình thì đang đã... Ôi thôi xong rồi. Pha này thì sai rồi. Bị lừa rồi. Bị bo lừa rồi anh em ạ. Mình và Omen bị bo lừa rồi. Tưởng là con một xỉu máu ra bắt được Aizen một phá gọi là trầm trọng lực kết hợp thêm đó là với cái tốc biến đến từ vị trí của Zuka tem bên địch nữa. Chưa kịp phản kháng thì đã phải đó lên bảng điểm số rồi.
tưởng là mà làm món đó là thịt bò gác bếp, ai dè là bị bò lừa đây anh em ạ. Không thơm đây, bò này bò không thơm rồi. Rút kinh nghiệm lần sau anh em ơi, bò tém địch trấu quá, nó tánh cỡ hết luôn á. Thằng này thì liệu A lên tém mình có chạy về được hay không? Cố gắng lên A lên đây, mình ra đây rồi. Ở thế trần thò thế này, tém bên mình vẫn chưa lấy được cái trụ nào cả anh em ạ. Nói chung có Na trong đội hình mà trận đấu thò thế này thì sẽ là hơi bị khó chơi một xíu. Nhưng mình nghĩ thì Na cố gắng đẩy lẻ đẩy thỉnh lên cao là được. Phần còn lại thì chắc có lẽ là dành cho đó là Alex, Mịt Tém Minh và mình ở mạnh ở giai đoạn cuối game. Rồi pha này ủi, kéo xu Tém Địch bằng chất lượng thế, Alex Tém Minh lên bảng điểm số rồi. Đợi xíu nữa Alex phun phép khỏe lên thì kéo xu khóc thét, đó là khi là thủ được trù anh em ạ, còn không thủ được trù thì đúng là tìm bên mình khóc thét. Bây giờ thì có lẽ là sẽ đó là dọn dẹp lính tránh trường hợp mất đường lính siêu cấp. Ủi, bắn đau quá, kéo xu Tém Địch bắn chuẩn nhá. Toàn là dè những vị tướng gọi là máu giấy giống như mình bắn cả anh em ạ. Mà thực chất thì team bên mình vẫn máu giấy mà chỉ có Omen thì hơi trâu bò xíu. Pha này thì Omen team mình thì đang bị khép góc bởi tướng địch. Mình sử dụng cái đàn thân quáng này, không biết có choáng trúng ai không. Nhưng mà trúng bò thì cũng vô tác dụng anh em ạ. Bò team địch hay quá, nó cứ đứng tuyến đâu như vậy. Mình thì lường đám chứ phải là đảm bảo chờ đó là lên, đó là thêm được một món đồ nữa thì khi đó cái lượng sát thương của mình đó là sẽ tốt hơn. Rồi, Na Tém Minh bắn vào, ô bắt được sao thủ Tém Địch rồi nè, hay. Nhưng mà hiện tại thì anh em thấy Krixi Tém Địch đó là cùng bật mưa sau bắn. Mình thì cũng sẽ đó là lùi lại một nhịp. Bây giờ vẫn chưa lên được, đó là cái diệt thân cung anh em ạ. Rồi, sau này thì bò Tém Địch bắn vào cả là dấu, sử dụng đài địa chấn, ôi bốc phá được vị trí của đó là Mịt Tém Bên Minh luôn kia. Rồi, sau này thì sử dụng cái đàn thân quáng. Nhưng mà bò gông chiêu 2 nên là cuối cùng thì cũng đó là vỗ tạc dùng. Nhưng mà rất may thì vẫn giữ được cây trù, chưa mất được đường lính siêu cấp nào cả. Vậy là quá ok rồi. Toàn là thế thủ anh em ơi, chưa có thể công nào cả. À rồi rồi, pha này mình đang còn tốc biến này, tốc biến chơi luôn này. Lúc này bàn tốc biến chơi mình thì giờ mình tốc biến chơi bàn thôi. Bo Toro Tém Địch thì vẫn chạy được. Sử dụng cái đài địa chấn bo hay thế. Tiêu vẫn lao vào nhưng mà cuối cùng thì bị mình đó là xả đám. Double cứu đó là dành cho mình. Công nhận Bo Toro Tém Địch chơi tốt thiệt anh em ạ. Mấy lần toàn là một xỉu máu nhưng mà vẫn có thể là chạy được. Nhưng mà thực tế thì gió đó là mình chưa có đồ xuyên giá bác. Còn tầm này thì mình mà lên được cái diệt thân cúng rồi thì thực sự đó là kể cả bản bao tô rối cũng rất chưa là đau nhá. Bởi vì diệt thân cúng thì nó đắt nên là lên hơi lâu. Đắt sắt ra miệng anh em ạ. Một món đồ gọi là gần 3.000 vàng, quá là đắt luôn nên là lên hơi lâu. Bây giờ mình có diệt thân cúng rồi thì kể cả bản bao tô rối thì cũng bắt đầu rồi là thấm dần đều rồi. Về phần chiêu thức của vị tướng Lavi thì mình sẽ đó là nói sơ qua cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em gọi là kích hoạt, thì gọi là bắn đó là một mục tiêu và hai mục tiêu còn lại. Hai mục tiêu đó là cạnh bến á. Còn chiêu thứ hai thì anh em bắt đi khiến phản tốc, tăng tốc độ di chuyển, bục thêm lớp giáp bên cạnh đó thì miễn được một lần hiệu khống chế và sát thương. Còn chiêu cuối thì đàn thân quáng, anh em bắn ra đó là mũi tên trúng tướng địch thì gây sát thương và làm choáng. Thời gian làm choáng thì phụ thuộc vào đó là khoảng cách của anh em gọi là bắn ra đàn thân quáng, càng xa thì choáng càng lâu. Đó là về bộ chiêu thức đơn giản là như vậy thôi. Còn về cách chơi Lavi thì anh em phải biết nội tài của Lavi nữa. Anh em bắn thương thế này nếu mà đủ 3 tầng thì giúp được Lavi tăng thêm đó là tăng thêm đó là tốc đánh. Bên cạnh đó thì giúp bản thân Lavi bắn ra rất chỉ là nhiều viên đạn luôn, đạn liên châu á, bắn ra rất chỉ là nhiều luôn á. Vì thế trong combat tổng thì càng bắn càng khỏe, đó là lý do vì sao như vậy. Bởi vì càng bắn thì Lavi bắn ra rất chỉ là nhiều viên đạn càng khỏe anh em ạ. Trong combat tổng cực kỳ là mạnh luôn, không phải bắn đơn mục tiêu mà bắn gọi là nhiều mục tiêu luôn. Bây giờ thì Tém Minh đang ngán ta thân xế giá. Pha này thì sử dụng đàn thân quáng nhưng mình cũng không biết choáng trúng ai cả. Tầm này thì trong combat tổng thì bắn và bắn thôi. Tiền được bò Tém Minh lên bảng điểm số rồi. Vừa đó là hồi tốc biến lên chơi luôn, đó là xa thủ Tém Minh chạy đâu bật rồi là cái khiến phản tốc lên ấy. Ôi ăn được tiêu vấn rồi kia. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải lên bảng điểm số. Alex Tém Minh thì cũng bị đó là eo su Tém Minh tiền về tế đàn rồi. Na Tém Minh thì đang khép góc đường về của Tém Minh, phần còn lại thì dành cho Na. Hay quá Na ơi. Hai bên thì chỉ còn xỉu máu cả. Na Tém Minh lượt lên và cuối cùng ăn được Krixi Tém Địch nữa. Một phát quét sạch dành cho team bên mình. Được, ghi nhận đó là Na anh em ạ. Mình tưởng phát đỏ Na mà không ăn được nữa thì cũng hơi đáng trách một xíu. Nhưng mà không sao cả. Dẫu sao thì Na đó là phát đỏ thì khép góc đường về của Tém Minh Địch. Vậy là tuyệt vời rồi.
Nói chung những chất tướng mạnh ở giai đoạn cuối game giống như mình, giống như đó Lina, giống như đó là Alice thì cho dù anh em có thọt thì anh em cứ cố gắng ôm trụ cho mình. Và trận đấu này thì mình ghi gọi là rất thích đó là đồng đội của mình anh em ạ. Cho dù ở thế thọt, cho dù như thế nào đi chăng nữa, cho dù tổ mình đó là chơi không phải là quá tốt, nhưng mà anh em thấy thì không ai chửi nhau cả, vậy là quá tuyệt vời rồi. Những trận đấu thế này nó mới hấp dẫn. Về phù hiệu dành cho Lavi thì mình sẽ sử dụng đó là tinh linh thì rất chỉ là phù hợp dành cho Lavi để có thể đó là gây thêm sát thương đến từ đó là tinh linh gắn trên đỉnh đầu nữa, nếu mà anh em gọi là kích hoạt đủ. Bây giờ thì mình sẽ tích điểm nội tài đến từ con rồng này để giúp đó là tăng tốc đánh và nhiều viên đạn đó là gây ra. Umente mình thì núp bắt lẻ được đó là vị trí của Zuka rồi, sử dụng đàn thân quáng choáng trúng ở vị trí Mite Mendic, bật đó là cúng ta ma lên bắn, tuy là thấp máu nhưng nhờ cúng ta ma hút máu mình lại đó là gần đây cây máu. Tiền bỏ tem địch lên bảng điểm số và một pha quét sạch dành cho team bên mình. Và anh em thấy thì cả trận ở thế thủ, một pha gọi là núp bắt lẻ quét sạch và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc thôi. Về bảng ngọc dành cho vị tướng đó là cà phê ní thì anh em lên cho mình như sáu ngọc đỏ chỉ mang và sát thương chỉ mang, ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Còn về phần trang bị thì đó là đầu tiên dây du mục, tiếp đến thì hai món đồ đó là chỉ mang thành kiếm sóng đao bảo táp, tiếp đến thì đó là xuyên giáp, đó là diệt thân cúng, sau đó thì cúng ta má và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, bye bye.